Và cái món ăn mà ngon nhất đối với mình ngày hôm nay ấy, đấy là món cá hồi. Nhưng mà cá hồi với các bạn, cá hồi thì ở đâu chả ngon. Và cái điều mà khiến cho mình thất vọng nhất ấy, đấy là cái giá tiền và cái chất lượng của đồ ăn. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của Autumn này. Đây không phải là một video bóc phốt nhé, nhưng sẽ là một video kể về một cái trải nghiệm không vui của mình tối nay. Chả là tuần sau thì người yêu mình có vào trong Quảng Trị để công tác một vài hôm. Thành thử ra là tối nay mình quyết định đưa bạn gái mình đi ăn một cái gì đó ngon ngon. Bình thường thì mình với cả người yêu mình thì cũng hay ăn cơm đường cháo chợ như kiểu là phở trộn, phở gầu, này, bún bò Huế rồi vân vân thôi. Ít khi đi ăn nhà hàng lắm. Nên là hôm nay được đi ăn ngon ấy, mình đã quyết định lên mạng và tìm hiểu trước khi mình đi rồi. Đấy, mặc dù là tìm hiểu kỹ như vậy mà mình vẫn mắc sai lầm các bạn ạ. Bởi vì với một đứa dày ăn mỏng làm như mình thì mất tiền ra ăn ngon mà ăn phải cái nhà hàng không ngon, ăn phải cái món mà mình không ưng, nó hụt hẫng lắm các bạn. Và cái nhà hàng mà hôm nay mình với người yêu mình đi ấy, nó có tên là Chép Dung các bạn ạ. Lúc đầu ấy, thì mình quyết định đi ăn ở King BBQ cơ, hoặc là Sa Yang gì đó. Thì những cái quán đó đều là những cái quán mà mình đã ăn rồi ấy. Tuy nhiên, mình là một người rất là thích những cái mới. Thành thử ra là mình đã phóng xe đến Chép Dung và đưa người yêu mình đến đó để ăn. Và khi mà mình bước chân vào Chép Dung thì có lẽ đấy là khoảnh khắc sai lầm của mình trong tối nay. Nói về trải nghiệm nhá, đầu tiên khi mình bước vào quán ấy, nhân viên không có một ai đưa cho mình một cái menu, các mức giá của buffet. Ok, mình cũng không có vấn đề gì cả, mình đi vào. Trước khi mình đi thì mình có tìm hiểu trước ấy, thì ở Chép Dung nó có rất nhiều những cái mức giá từ 219 đến 300 rồi 399. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ ăn cái mức 200 mấy thôi cho nó rẻ vì mình cũng không cần phải ăn quá nhiều hải sản ấy. Ok, và khi mà mình ngồi vào chỗ ấy thì bạn nhân viên có ra và bạn nhân viên có bảo với cả mình là ở đây chỉ có buffet 399 thôi. Thế mình mới hỏi là ủa bạn ấy, bạn thế mình xem trên mạng có nhiều mức giá mà, thì bạn ấy có trả lời là ở cái cơ sở này thì không có. Thế người yêu mình mới kéo tay mình và bảo mình là có đi không anh, ra quán khác ăn đi. Mình thì có cái tính thương người ấy, nên là muốn cho tất cả mọi người mọi thứ một cái cơ hội để được trải nghiệm, nên mình bảo với người yêu mình là em ơi thôi đến thôi thì ăn đi. Ok, người yêu mình cũng ok và ở lại ăn. Và cái vấn đề các bạn hiểu không, mình nghĩ rằng buổi tối hôm nay sẽ là một buổi tối rất vui. Mình với người yêu mình rất là hạnh phúc, sẽ nói chuyện và sẽ ăn uống với nhau một cách rất là vui vẻ. Nhưng không, ngày hôm nay bọn mình ngồi ăn và không nói với nhau quá 10 phút đồng hồ, trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Bọn mình nhìn nhau và bọn mình lắc đầu. Mức giá đồ ăn ở đây là 399.000 chưa thuế. Gồm có những cái gì? Cua, ghẹ, hàu, tôm càng xanh hấp, mì ý. Nói chung là những cái món rất là basic về hải sản đấy các bạn, không phải là món gì là quá là cao sang cả. Và cái món ăn mà ngon nhất đối với mình ngày hôm nay ấy, đấy là món cá hồi. Nhưng mà cá hồi đấy các bạn, cá hồi thì ở đâu chả ngon. Và cái điều mà khiến cho mình thất vọng nhất ấy, đấy là cái giá tiền và cái chất lượng của đồ ăn. Vì thực sự mình có thể trả gấp đôi nếu như nó xứng đáng. Chứ còn với cái giá như này thì thật sự đây chắc chắn là lần cuối mình đến đây ăn. Có thể các bạn sẽ bảo là buffet hải sản thì 439.000 thì là rẻ rồi nhá. Nhưng mà đối với mình, Chép Dung không phải là buffet hải sản. Vì chả có cái buffet hải sản nào mà mực hấp không có. Ốc thì có 1-2 loại, ngao cũng 1-2 loại. Tiếp theo là không gian nhà hàng thì không sang trọng. Nói đến đây nhá, kiểu gì cũng có người kêu tôi là ít tiền mà lại thích hít lửa cơm. Nhưng mà mình xin trả lời với các bạn ấy là mình được quyền đòi hỏi. Vì sao? Vì chỉ 349.000 thôi ở Mai Sơn Sen, ở Sen Hồ Tây đáp ứng mọi nhu cầu mà mình muốn. Riêng nói về quầy đồ ăn ở buffet Sen hay là Sen Hồ Tây nhá, đi bộ 5-10 phút không hết. Hải sản như gì ở Chép Dung có cái gì nhá, thì Sen Hồ Tây, Mai Sơn Sen có cái đấy. Không những có mà lại còn nhiều hơn cơ. Mà quan trọng nhá, không gian đẹp, sang trọng, giá cả lại còn hợp lý. Đây nhá, nói có sách mách có chứng không, mấy ông lại bảo là tôi dựng chuyện. Buffet 439k mà quầy đồ nướng nhìn cái miếng thịt bò trông một thâm xì không? Thật sự là không bằng mấy cái quán đồ nướng vỉa hè luôn ấy. Đây này, đây là cái vẻ mặt của tôi khi ăn này. Buồn thiu luôn. Nói chung là không có ưng các bạn ạ. Đồ ăn thì dở tệ, cua ghẹ thì ọp ẹp, ngao thì lép, ốc hương trứng muối thì sốt trứng muối chả có một cái vị gì cả. Đã thế ốc đã còn nhỏ cơ. Nói chung là trải nghiệm của một thằng mà nghèo như mình thì hụt hẫng quá. Và mình khuyên thật là Chép Dung nên hạ cái giá xuống. Với cái chất lượng này ấy, thì 300k là ok, chứ hơn 400.000 thì nó không xứng đáng một tí nào cả. Nhưng mình vẫn khuyên các bạn là nên cho Chép Dung cũng như là cho các bạn một cơ hội để gặp nhau, gặp Chép Dung để ăn thử xem là mình nói thật hay là mình nói điêu. Kết thúc video thôi, quá buồn và quá hụt hẫng. Đêm nay sẽ khó ngủ lắm đây.